Ngon lắm mà quý vị, nó cướp công của em luôn rồi. Tối nay nó được ngủ ở trong phòng nữa. Đang ngủ thôi anh Lương. Đạt được chén này Đạt. Trong rồi bây giờ nó ăn hết mưa. Chuột hả? À đúng rồi, con chuột á anh. Thành ăn miếng đi em. Lần tiên em biết á. Em đi, người thử con thử coi. Mọi người ăn đi. Ta-da. Học luôn đi. Làm màu một xíu à, không cho ta làm màu. Tại vì cái màu của anh nó quá đậm đà, tụi em nhớ. Phải trước. Vui đó. Trước nhịp. Sau khi chúng ta ăn uống no say, rửa tay, rửa mồm rất là thoải mái à, bây giờ chúng ta lại quay về cái bước khởi đầu. Ủa? Là quê hết rồi đúng không? Là bây giờ chúng ta lại có một cái trò chơi mới, một cái nhiệm vụ mới của chương trình nữa. Trò chơi ai nói thật, ai nói dối. Đêm khuya. Đêm khuya. Quê nữa. Mỗi đội bàn bạc và quy định thành viên sẽ nói thật, nói dối trong đội hình và viết vào phong bì kính. Bắt cặp thi đấu đối kháng 3 hiệp. Hai người sẽ tự kể một câu chuyện theo chủ đề lời thú tội với quá khứ. Đội thắng là đội đoán đúng nhiều sau 3 hiệp sẽ được phần thưởng trị giá 200.000 đồng để ngày mai ăn sáng. Nào các bạn hãy lựa. Hãy lựa và mình tự mình ghi vô trọng là mình sẽ nói. Có 3 nguyên liệu cho bữa cơm tối. Đội thắng ở trò chơi trước sẽ có được chọn nguyên liệu cho đội mình và chỉ định nguyên liệu cho đội còn lại. Trong vòng 60 phút, hai đội phải nấu được một món ăn từ các nguyên liệu này, từ nguyên liệu tìm kiếm khác. Giám khảo sẽ là chủ nhà. Đội nào chiến thắng sẽ được thưởng thức cái món ăn ngon đó với lại chị chủ nhà. Còn đội nào thua thì sẽ được ăn cơm với muối và nước tương thôi. Nào, các bạn hiểu chứ? Dạ. Dạ. Món ăn hơi bị ngon đúng không? Hơi bị ngon. Ok, ra còn phải xài được cái gì chứ? Lựa đi, anh Đạt lấy nguyên liệu nào? Cá kèo nấu được gì ta? Ồ, mình lấy cá kèo kho tiêu đi anh Đạt. Cắt bụp bụp, cắt đôi ra cái mình ướp vô. Cá kèo đi. Rồi, em gái, em chọn gì? Vậy, anh lựa cho. Ồ, ổn quá. Ớt là chiên lên là rất là dễ dàng nha. Đưa ớt cho tụi mình như hổ một chim cánh. Món lươn đi. Trời ơi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vậy là hôm nay tụi mình có lươn. Yeah. Ủa, không có bếp ga hả? Không anh, nấu nếp củi mà. À, nấu quê luôn á. Nấu sao Cưng? À, là bắt lên vậy hả? Giỏi quá vậy. Trời ơi, này dưới quê làm này. Trời ơi, một cái lò, lò đó là đếp điện từ hả? Alo mẹ hả? Mẹ, con cá cá kèo con kho tiêu, con bằng cá xong rồi rồi con ướp tỏi, ủa không có tỏi, đường, tiêu, bột ngọt, bột nêm. Tiêu cái đỉnh tiêu ra chừng nào? Kho kho xong mới bỏ tiêu hả mẹ? Rồi rồi. Bỏ dầu, bỏ miếng đường, thử làm mà nó màu á. Làm nước màu nữa đúng không? Rồi rồi. Rồi không biết rồi. Không biết mặn lạc sau đây nữa nè, không có gì. Lan 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 đút cái miệng này thổi giùm anh giống như là bếp vậy. Nói sao? Thổi em quạt nè, hiểu không? Nè em hiểu không? Nè nó làm vậy nè, hiểu không? Hiểu không? Không quạt. Đó, hiểu chưa? Thổi luôn lên, thổi luôn trong đây nè. 2, 3. Thổi tắt lại. Không có tắt. Nó như cái bếp vậy đó. Trời ơi thơm quá mấy bạn ơi. Các bạn có nghe mùi gì không? Thơm lừng lừng lưng lừng lưng luôn. Thơm thơm thơm. Cái này mà có mỡ, có tép mỡ nữa ha. Đúng bài luôn. Con Lan nó vuốt con lươn cái anh nhớt kìa. Đó, đã chưa? Đạt là chính rồi, Đạt là. Ten 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 ten, thử một miếng coi nào. Những chàng trai và cô gái.
Không nghe mùi chân thôi. Đừng xào, đừng xào. Mọi người ơi, thành quả của ba anh em tôi tiên đã xong rồi. Tưởng là món gì đặc sắc. Cũng cầu kỳ lắm á em à. Mình làm thêm món ớt xào xả ớt đi. Thay vì mình làm thì mình giúp đỡ này đi. Ê ê, thử về trước chứ không phải bỏ ở đây hả? Rồi 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 rồi, đừng bỏ vô nữa, đừng tham. Nhiều lắm, nói thiệt. Đừng tham. Nhiều nhiều quá ăn nha. Rồi em chở tay cho kịp đi nè. Rồi em bỏ luôn vô là vừa rồi đó. Chín. Gia vị gì? Nước màu phải thắng thôi. Chết cha, nãy giờ không thắng. Đây đây có chai nước màu nè. Có chai nước màu nè. Ủa em sao nó cứng ngắc vậy? Em nói nấu ngon mà. Cho em xin một miếng nước. Rồi 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 rồi, chị lấy nè. Đây xin đi lấy cho mấy cái vận động rồi đó để đi cho nè nước nè được chưa? Ok chưa? Mềm à? Vậy hả? Ừ. Ê có thiếu nước quá mà. Ủa hơi lớn. Ủa lớn hả? Ừ. Để rút rồi củi ra. Thiếu nước không? Thêm miếng nước. Phục hợp. Ừ. Quá nó lạc á. Không biết rồi nhưng mà cho nó rút xuống á. Nè, nhiêu được em? Nhiều quá vậy? Chứ anh đòi nhiều ớt mới ngon. Hồi nãy anh nói luôn á anh Thành. Hạt nêm hết rồi, anh lấy hạt nêm mẹ em được không? Thôi, cái này đi ha. Cái đó là gì? Mắm. Ít xả. Anh thử không? Ừ. Anh thử đi. Ủa sao nè? Mày chín chưa? Dạ đấy, đừng, để em cho miếng nước vô cho nó. Em cho nước luôn á, lại lạc nữa, rồi em lại nêm bột nêm nữa. Không. Quan trọng là không biết nó có được. Giờ em ăn tự nhiên thôi, em ăn lương mí đi. Thôi. Ăn một ít, anh mới biết ngồi không chứ. Đúng tuần thôi rồi, ăn luôn. Này, để có tí xíu nghệ vô cũng được không? Ờ, đúng rồi, nó đang thiếu nhiều, nhiều thứ lắm. Thôi, mình làm luôn sờ sờ hết mà. Cái này hơi bị ngon á. Bây giờ phút này vẫn chưa thấm vô hương hả? Không biết. Thấm rồi biết. Tại vì thường nó để lâu lắm. Sẵn đầu rồi. Ngon. Em thử rồi. Em nấu chè lương hay gì mà ngọt ngay vậy? Ngọt hả? Ngọt. Chỉ ăn thử rồi. Ngọt ngay. Thử đây. Không. Rồi bây giờ em đổ nước vô như nồi canh thì sao anh ăn? Để chứ nó khét. Để cho nó sắc xuống tí. Bây giờ nó nghe nè, lấy một cục lương rang đi. Ăn mới biết được ngon hay dở. Thì anh ăn thử ha. Em ăn luôn đi, em nói em không dám ăn hả? Cái đuôi kìa, cái đuôi nhỏ. Thôi lấy cái này, lấy cái này đi. Cái này cũng được. Ừ. Rồi, tôi đậy nắp lại nha. Anh Thành cắn chưa em? Nóng quá. Mới chín tới má ơi. Còn máu nè. Mới chín tới. Không. Ở máu đâu mà máu. Thật người ta. Cái màu của con lương nó màu nâu vậy á. Cái lương thịt ở trong á, cái đường cái nâu nâu, anh biết chấm miêu trắng ngừ không? Chừng máu của con thịt đó. Hết hào mà sao nước nhiều vậy? Cái này là bonus thêm thôi, còn món chính của anh là ở đây. Sau khoảng thời gian tụi em hùng hục ở đây gồm có ba dĩa, dĩa lương nè, dĩa ớt nè, dĩa cái này là cá kèo nè, kho tiêu, một chiếc cơm chứa đựng nghĩa tình. Chị hãy thưởng thức đi và chấm điểm cho em ba món này, món nào ngon nhất? Cá trước đi. Cá kèo được. Rồi ăn 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 ngay cái bụng mới ngon á chị. Cũng đâu biết món này của ai đâu, chị ta chấm công tâm thôi, không biết món của ai của ai. Chị cho em miếng nước cá kèo vô không? Không, ăn con cá là cảm nhận được đúng không chị? Dạ yeah. Thôi giống chị lắm á. Wow, yeah, hay quá, đội nào hay. Ôi, quá. Hay chị. Dưới chị nào. Gậy em gậy gậy chị miếng lương, đó dưới cho nông. Cũng không ngon lắm nhưng mà xả thơm nè, ớt cây the cay ngon nè. Nhưng mà cái nào nè, tới cái món này là món à. Chị ăn cái đùi nè. Chị ăn lớn. Mình có nạc mới ngon ha. Nó lớn này chị. Đùi á, đúng rồi, có miếng nạc á, thịt á, đúng rồi chị. Đó, để em giúp chị. Giống chị luôn là em thua luôn á.
cái nào cũng ngon chứ sao ta? Phải có cái nào nhất chị cứ đánh giá, chị nhất nhì ba, chị cứ đánh giá thứ tự. Nhất nhì ba. Em ăn miếng ớt, miếng lươn cho mãn nguyện mà. Chị ơi, chị có biết là chị đã vừa bóp nát cái chân của ba đứa chị. Đội nào thắng thì tụi nó sẽ được ăn hết cái này. Còn đội thua là tụi em chỉ ăn cơm và nước tương này thôi nè. Em buồn quá. Không sao, với nồi khoai thì đẹp. Không lẽ ngày hôm nay không phải là ngày của em, làm sao? Đội em làm cái gì cũng ngon hết. Mà bây giờ nó cướp công của em luôn rồi. Tối nay nó được ngủ ở trong phòng nữa. Đang ngủ thôi anh Lương. Đạt được chén đây Đạt. Trong rồi bây giờ nó ăn hết mưa. Bạn giỡn nè. Wow. Ngon quá chị ơi. Ủa con chuột hả? À đúng rồi, con chuột á. Thành nằm miếng đi em. Lần tiên em biết á. Em đi, người thử thử con thử coi. Mọi người ăn đi. Ta-da. Tại vì cái màu của anh nó quá đậm đà, tụi em nhớ phải trước vui đó, trước nhịp. Sau khi chúng ta ăn uống no say, rửa tay rửa mồm rất là thoải mái, bây giờ chúng ta lại quay về cái bước khởi đầu. Ủa là quê hết rồi đúng không? Là bây giờ chúng ta lại có một cái trò chơi mới, một cái nhiệm vụ mới của chương trình nữa. Trò chơi ai nói thật ai nói dối. Đêm khuya, đêm khuya vui nè. Mỗi đội bàn bạc và quy định thành viên sẽ nói thật nói dối trong đội hình và viết vào phong bì kính. Bắt cặp thi đấu đối kháng 3 hiệp, hai người sẽ tự kể một câu chuyện theo chủ đề lời thú tội với quá khứ. Đội thắng là đội đoán đúng nhiều sau 3 hiệp sẽ được phần thưởng trị giá 200.000 đồng để ngày mai ăn sáng. Nào các bạn hãy lựa. Hãy lựa và mình tự mình ghi vô trọng là mình sẽ nói dối. Nè nè nè, anh lấy 3 cái nè, trả đây. Xong. Ai sẽ là người đối kháng đầu tiên? Em mời anh. Thôi, Tú với anh Thành luôn đi. Hai người đang ngồi trong. Ai khởi đầu trước? Anh trước luôn hả? Ôi rồi cũng được. Ha. Thật sự thì cuộc đời đi diễn em có nhiều cái nó... nhiều cái nó buồn cười lắm. Đây là một câu chuyện em đã từng trải qua trong một cái buổi tốt nghiệp. Thì cái người đạo diễn đó yêu cầu em hát một bài hát, nhưng mà là khả năng em thuộc bài hát rất yếu. Em mới nói với bạn đó là không thể nào mà thành thục được, nên bạn đã tính cho em một cách là sẽ dựng một đoạn là em sẽ gọi cho người yêu của em để hát vào điện thoại cho người yêu nghe, và bạn ấy đưa cái điện thoại của bạn ấy cho em ra diễn. Bài đó tên là Dạ Quỳnh. Dạ Quỳnh ơi, hoa ơi, Dạ Quỳnh ơi, em ơi, Dạ Quỳnh ơi. Nó mấy câu lận rồi mới tới Dạ Quỳnh ơi. Màn hình tắt. Nó tự động chế độ tắt á anh, tự động khóa màn hình á. Nhưng là điện thoại của bạn kia em đâu có mở bạch được. Em phải ứng xử như thế nào đây? Em nhớ đúng câu cuối. Dạ Quỳnh ơi. Tắt điện thoại, hết kịch. Đó là cái lời thú tội của em. Có nghĩa là em hơi vô trách nhiệm trong cái chuyện mà không cố gắng học, để là ảnh hưởng tới một cái vở tốt nghiệp. Tú là người học trường, Tú biết câu chuyện người đạo diễn đó, vở kịch đó. Và đó là một câu chuyện có thật. Em tới đây cũng ăn thua gì. Tôi muốn kể câu chuyện nghe. Xin lời thú lỗi. Anh kể. Đạo diễn đưa điện thoại cho anh. Anh cầm ảnh lướt, lướt để coi, mà cầm lướt như vậy thì không thể nào lại tắt được. Câu chuyện của em là em thú tội. Em có quen một bạn nữ đầu tiên, đó là bạn nữ đã cướp đi nụ hôn của em. Bạn nó bạo lắm, chuyện gì mà nó cũng dám làm. Muốn tiến xa hơn với bạn nữ, em mới quyết định là đến nhà thuốc mua 3 cân sỏi. Thì em mới nấn ná là có nên mua không, và rốt cuộc em không mua được 3 con sói và em đi về. Và ngày hôm sau em gặp bạn nữ đó, em mới nói với bạn nữ đó là em ơi, tụi mình không xài được không? Thì bạn đó mới biết được cái chuyện là em muốn tiến xa với bạn đó, động tay động chân. Bạn đó giận em, bạn đó chia tay em luôn. Có lỗi với một cái tình yêu trong sáng như vậy.
Tú biết không, câu chuyện của Tú nó có nhiều điểm hư cấu. Nghe kể như nói dối vậy. Nhỏ này bạo hết. Nghe đi chơi hả? Đừng nghĩ là bạn này quá bạo, chỉ cướp nụ hôn đầu tiên của em thôi. Không, mà do em giao đãi. Em giao đãi cái tính cách. Em giao đãi tính cách là bạn này cái gì cũng dám làm. Cuối cùng lại giận rồi chia tay là một người trong sáng. Rồi bây giờ chốt chưa? Rồi bữa nay mình chốt cho nè. Tôi tuyên bố là Tú nói dối. Em cũng vậy. Thôi thì em theo số đông thôi. Anh Đạt thấy Thành sao? Tôi thấy Thành nói thiệt. Em thấy anh Thành nói dối. Câu chuyện là có thật nhưng chi tiết là dối. Thành nói dối. Đây mời mấy anh. Dối thật. Dối. Bạn em mà thật một cái lệnh sai lắm nha. Dối. Dối. Nói thiệt. Vậy thì anh đã đánh lừa là thằng Tú một pha. Anh kể một câu chuyện Tú đã từng biết. Và anh chỉ xoay đây đây. Và Tú nghĩ ngược lại cái ông này ma mạnh lắm. Thật sự là ông nói thiệt. Rồi, ai kể trước nè? Ai kể trước? Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện lúc đó cấp 2. Lại là cấp 2. Lúc đó mình rất ngại đi toilet ở trường. Dù gì đi nữa mình cũng phải nén để mình về nhà mình giải quyết. Nhưng ngày hôm đó mình bị trột bụng. Thì sao? Đúng là cái tiết học gì đó cũng quan trọng. Wow, đừng có nói là trong lớp à. Đó, mình đổ mồ hôi lắm. Mình lén liều là mình xin giáo viên để mà giải quyết vấn đề. Khi tới mở cửa toilet lên, mình phải đầu đấu tranh tâm lý các bạn. Đi hay không đi, giải quyết hay chịu đựng, mình quyết định khi nghĩ lại. Quay về lớp. Wow. Và rồi nó lại quặn lên từng cơn. Có những cái mùi nó không được hay. Thôi, có xịt tắm mỡ không? Nó đã xảy ra trong lớp. Nhưng mình vẫn bình tĩnh và díu lại được. Và mình đi thẳng toilet. Mình quyết định ngay mở tung cái toilet lên. Và mình tháo cái đồng hồ, mình bỏ vào túi. Và khi thao tác, lúc kéo cái quần xuống thì nó vô tình nó rớt xuống ngay lỗ không vũ trụ. Đồng hồ và tất cả những thứ nó đều trôi một cái à, vừa xong nhẹ bụng nhưng nặng lòng. Tôi ra tôi đứng bần thần trước cửa toilet khoảng 5 phút. Vậy tôi quyết định tôi phải tìm lại vật đó. Tôi dùng bàn tay của mình quờ quặng trong đó vẫn không thấy. Tôi đành bỏ cuộc và đi ra ngoài. Tôi nghĩ đó là hành động dại dột nhất trên đời của tôi. Thứ gì mất rồi đã trôi đi rồi, đừng nên níu kéo. Thật sự thì câu chuyện của anh nó mang tính giải trí rất cao. Còn mà để xác định là một câu chuyện thật hay xạo thì bây giờ em nghĩ là chỉ nói 50-50. Cái đồng hồ nó trôi đi luôn thì cũng vô lý đúng không? Vô lý tại vì khi mà tại bấm thì em chắc là dây. Anh Đạt là một người dạng người thông minh. Anh Đạt đang cố tình đi một cái hướng câu chuyện để mọi người cứ nghĩ là anh Đạt nói đùa nói dối, nhưng mà anh Đạt nói thật. Và khi mà mọi người nghĩ là anh Đạt nói thật là anh Đạt đã nói dối. Anh Đạt đang nói dối. Nói dối. Rồi các bạn đã có quyết định chưa? Dối. Rồi, không biết câu chuyện này gái. Tới câu chuyện của Chi. Hồi xưa á, lần đó thì em có học võ. Thì có một bạn á, bạn đó rất thích em. Sao nó kể thiệt tình dữ vậy trời. Nhưng mà bạn đó kiểu chơi thân thôi, nhưng mà có cái tin đồn không tốt về em á. Nghĩa là em không thích bạn đó rồi, là bạn đó tung tin bậy bạ á. Nói là dạ thế này thế kia rồi. Là em quạo lên quá, xong rồi có một lần em đi xuống em tận lớp luôn. Em đi vô tận lớp luôn. Em nắm đầu nó ra. Em giọng cho nó một giọng. Mẻ cái răng rồi. Kể thật dữ ha. Kể đừng nhiều cảm xúc quá người ta bắt bài. Thì bạn trai của em nghe vậy á, rồi nó hỏi em có hay không à. Con nít nó sẽ rất là tin à. Rồi xong rồi cái chia tay em luôn. Vậy là thằng đó tới giờ nó vẫn còn có lỗi với em. Dạ đúng rồi. Lỗi em đâu, lỗi em đâu. Lỗi em là quýnh gãy răng á. Lỗi em là quýnh nó gãy răng.
Ngay trong câu chuyện này tôi lo cho Thành với lại bé này quá. Câu chuyện của bé kể cũng khá là trơn tru, nội tình đầy đủ, nguyên nhân kết quả đều đầy đủ ha. Nhưng mà em khẳng định với mọi người là bé đang nói dối. Ủa anh bên lỗi khác mà. Theo em thì bé này nói thật, bé Chi nói thật. Rồi Chi nói thật luôn không? Anh nói thật luôn á. Thật. Rồi, vui. Ông nội anh, trời đất ơi, nghĩ mà em bạo lực lắm anh. Bây giờ hoài trời. Chúng ta về nhà. Và bây giờ là một lời thú tội, cảm giác mình có lỗi với một ông thầy. Hồi năm học cấp 3 là được gặp anh đó. Đợt đó là có thầy dạy tiếng Anh. Thầy rất là thích con gái. Không biết là thích là cái kiểu của thầy là chỉ là nói chuyện hay nọ, hay là mình bị bộc phát lúc trẻ mình cảm giác mình bị gai thầy á, coi như đối đầu với thầy. Lúc đó táo bạo lắm, bộc phát lắm. Thầy giảng bài đi lên đi xuống mặt nghinh vậy nè. Cái ông vừa đi ngang qua, cái đầu mình quyết định mình cho nổ bơm, dần hết nỗi công trong người là một cái ông say số. Ông nhìn mọi người cười, không ai nói gì hết. Cái nữa nó vẫn đi xuống là bắt đầu dặn nữa, làm cú này lớn hơn nữa. Hay gì ta, thì cú này bắt đầu băm sát. Mà coi như mình thua thầy cú này. Thua rồi, thua chắc rồi. Qua ngày hôm sau là ngày cúng 16, mình quyết định là đi tới thẳng ngay nhà thầy. Ổng cúng con gà, giật cô hồn, giật ở cái bàn đó luôn. Ổng chưa kịp đốt nhang, ổng vừa để bàn xuống là mình vinh con gà, vinh trái cây rồi đi hết. Là tưởng là mọi chuyện cũng im xuôi. Qua ngày hôm sau đi học, ổng nói: Tuyên, gà của thầy ăn được, trái cây thầy ăn được, nhớ trả thầy hai cái dĩa nha. Tại đó thì mình cảm giác mình những cái cư xử, những cái hành động của mình bất đồng với thầy. Cảm giác có lỗi với thầy ngay lúc đó. Nhưng mà lúc đó thầy cũng kiểu cũng kỳ kỳ, thầy nhân trẻ thì cũng kỳ kỳ rồi. Nhưng mà câu chuyện này quay là thấy nhói á. Cũng có nhiều tình tiết cũng hay á. Nhưng mà với cái tính của anh, mà thí dụ anh ba gai ai là anh đã múc rồi, chứ anh đâu có vận xác để làm mất mặt anh. Rồi chị ốp đi. Ok, tôi chốt anh Tuyền. Rồi dối. Tiền nó dối chắc luôn á. Tiền nó dối chầm chói. Cái vụ banh xác là dối. Cái này là đại học nha, lúc này đang học diễn viên luôn. Cái này là em thú tội là cảm thấy có lỗi với bản thân, là mình không có biết quý trọng sức khỏe ngay cái thời điểm đó. Lúc đó là em đã có bệnh ở trong người rồi, thì đi lúc đó là đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là phải nhập viện ngay cái thời điểm đó luôn. Mà lúc đó là nếu mà em nhập viện á thì em sẽ không có cái thời gian mà để mà thi học kỳ, không có muốn bị tình trạng là sẽ bị lưu ban lưu năm xuống năm dưới nữa. Cái xong lì cái dấu, lúc đó là em đã bị sốc thú một lần rồi. Ngày hôm đó là em nhớ là lúc đó đi thi một tiếng Anh, buổi sáng thi viết, buổi chiều là bắt đầu là thi nói. Xong rồi em sáng đó là em vẫn uống thuốc nha, uống thuốc xong rồi đi trên đường. Từ đó giờ chưa bao giờ biết say say là gì, chưa bao giờ biết nhợm biết ói. Hôm đó con bạn chở đi mà tự nhiên nó cứ lên cái người vậy nè, chở đi hết người nào được từ ở Tân Bình chạy lên tới Cống Quỳnh luôn nha. Mình cứ nhợn lên như này, nhợn lên nha. Em nói ủa cái gì mà sao nó cứ nhợn lên, mình hoài cứ tưởng là nước nó lên, nó dồn lên tới nỗi mà mình không thể mình nuốt xuống được nữa luôn á. Vừa vô chuồng cái là em chạy thẳng vô toilet và em phun ra luôn á, là một nguyên cái toilet em là máu không. Bắt đầu là người say thẳm rồi, rồi gọi điện thoại cho mạng, nói mình mua liền cho tao đánh giò hay cái gì đó để tao ăn liền đi, để giờ tao vô thi chuyển mọi. Xong bắt đầu nha, sợ ai đi vô thấy máu, tại nó văng tứ tung khắp nơi hết thiệt luôn. Xong bắt đầu lao lấy nước lao rửa sạch hết luôn rồi, để cho đừng có không còn vết máu trong đó, để cho không có ai biết cái chuyện nó xảy ra hết. Lúc đó là em ráng tới khi mà em thi học kỳ xong một cái là qua hôm sau lại nhập viện luôn. Câu chuyện đó em thấy nói dối á. Có thêm tình tiết á anh. Có nghĩa là thời gian đó cũng có thể là nó kiểu như là nó đuối sức. Văng học kỳ như vậy là bây giờ là màu xanh hả đẹp. Bạo á nha. Dối. Dối. Rồi chưa? Dối chưa? Là nói dối. Dối luôn. Dối luôn. Nói dối à mà. Nói anh Tuyên sai, anh Tuyên nói thật. À. Nhưng mà anh Lan cũng nói thật luôn. Lan nói thật luôn. Nghe em phun máu luôn. Thấy cũng lo. Nhưng mà chương trình này phát lên, ba mẹ em, người yêu em sẽ xem cái này và sẽ có sự chăm sóc em chu đáo hơn. Đừng nên như vậy, nó không tốt đâu nha. À,
5 ngàn em được 20 cái bánh giòn. Đừng có nên thù hận quá mà làm cái gì đó nó quá kịch nha. Câu chuyện của em đừng nên nói theo bạn. Mình hành động vậy luôn. Câu chuyện nó hơi cái gì mà nó đã mất rồi đừng nên phép. Hôm nay anh chạy rồi giờ ngủ. Ai ngủ ngoài lều, ngủ ngoài lều, tụi em vô phòng nha. Mọi người dựng lều đi chứ hả? Tiền thưởng nè, ba ăn sáng. Bye bye ba người nha. Này có 200 mà không có đủ bao. Xin lỗi nha, em đi. Để dọn ra. Được rồi anh, không có được rồi. Được rồi, đóng cửa đi. Để đóng cửa. Dạ, không cần luôn bạn ơi. Cảm ơn anh. Thôi không sao luôn á, để nó ghê chân cho đỡ. Ờ, anh để ra anh dằn mấy cái lều lại đem máy bay á. Bye bye, Nguyễn Hương. Không đi vô đi mọi người đi. Xong rồi, khóa xong rồi đi. Cô Hằng ơi, chút nữa cô khóa cửa em con cô Hằng. Xong. Chị Hằng, nãy giờ chị nghe câu chuyện của con bé đi vô. Cá rồi. Nó lấy liều. Nó văn liều. Bên đội mấy anh mà cũ qua mụ chích nhiều không ta? Trời ơi! Trời ơi! Vậy nè, mình dở ra đi, mấy anh dậy đi, nắng lên hết trơn rồi. Rồi tới giờ không có ngủ được, bây giờ đi anh ngủ đi. Ủa em quan tâm tôi anh làm gì? Được con, có mũi hả ta? Ở trong mũi bay vô. Trời ơi! Mũi lắm. Nè, mũi nè. Ủa tao bay ra tao bay chọc quê tao hay gì vậy? Hay gì vậy? Đâu có đâu, ngủ dậy ra kiếm ấy chứ. Ra rủ anh ăn sáng nè. Trời ơi, sao ngủ một đêm là mình đi không nổi vậy? Tối có đứa nào làm gì anh không mày? Nhiệm vụ thu hoạch trứng. Trong vòng 3 phút, hai đội hãy nhanh chóng tới nhà chú Sáu Phước. Hai thành viên ngồi ngoài hướng dẫn, 4 thành viên còn lại sẽ đi mò nhặt trứng theo sự hướng dẫn. 4 người mò sẽ bị bịt mắt. Đội thắng sẽ được nhận một sự ưu tiên cho thử thách tiếp theo. Wow. Rồi. Quan trọng trước khi đi cho đánh răng rửa mặt. Đây, 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 đây. Trời ơi, đầu bù rốc rối rồi kìa. Ôi, ôi, cái gì mà thực tế dữ vậy? Rồi vô, đi 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 đi. Anh dẫn em đi chứ chứ sao giờ? Đó, em nắm tay Lan rồi đó, xong rồi đó rồi đi. Anh Đàn nắm nối đuôi nhau. Dạ. Đó, rồi đi. Khung đầu xuống, khung đầu sát xuống, rồi đi thẳng vô. Dạ dạ. Có dướng không chị? Đi thẳng vô. Trứng chưa? Tại sao biết mà? Trứng ở đâu? Rồi đi thẳng, đi đầu xuống, đi thẳng, cứ đi thẳng hoài nha. Rồi. Đi thẳng hoài luôn, cứ đi thẳng đi. Có gì tao anh nó cạp em rồi sao? Anh đi lên tới luôn anh. Cái gì? Bây giờ lên. Sao? Đúng tới lên, hả? Tiền lên, người phải lên, người phải đi lên. Em quẹo đâu anh? Em quẹo phải luôn, người phải, qua phải. Rồi, đi thẳng lên. Hai đứa bò thẳng lên. Xe con phải, xe con phải, con phải, con phải. Rồi, thẳng lên. Rồi, tới chưa anh? Bên trái. Bây giờ tôi đi đâu? Đây bắt đầu lượm trứng đi. Bây giờ tôi đi đâu tôi lượm mà. Anh Đàn thẳng lên Đạt. Rồi anh sao nữa Tú ơi? Anh ơi. Xung quanh anh là toàn là trứng đó. Trời ơi, trứng đi. Trứng sao có trình đạp, trứng nè. Dạ. Thôi. Đâu luôn. Mời đi, cứ mời đi, tiếp. Càng ngày nó càng thấp á, Lan đưa không xuống. Ừ. Rồi. Đấy chưa? Càng lên. Em đi thẳng lên. Đi thẳng lên. Em thẳng lên luôn hả? Không, Lan ơi, hết chứng rồi. Đi ra, ngồi ra. Có chân cũng đau, có chân cũng đau. Đấy chưa? Chưa tới luôn. Lan. Cái gì? Cứ thế mà được nha. Cho anh cái rổ mới Tú ơi. Anh Thành ơi, em chỉ đường nào vậy? Thẳng lên. Anh Đạt nó ngồi tới đi, cho em cái rổ mới anh Đạt. Đạt ơi, anh đâu đưa đưa cái gỗ em với Đạt. Cái gì? Cái gỗ với gỗ nhanh nó là nhiều lắm. À. Anh ơi, em đi đâu anh? Em. Dạ. Ở trước, ở phía trên em á, bên đây phải em không phải. Trước mặt em á. Anh Thành ơi. Dạ, dạ. Đi đâu nữa hả? Nữa. Gỗ này nó ngồi trước mặt em rồi. Đó. Có mấy vụ chứ. Rồi. Đúng rồi. Đâu rồi, đâu rồi.
không? Có chứng không? Cái gì vậy? Anh lên đã. Này. Ê, cái vỏ quá. Em rớt trứng đâu? Rồi rồi em dẫn rồi em dẫn rồi. Buông 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 buông. Bò ra đi em ơi. Có trứng là không có trứng ở đó hả? Có cái gì trong đây đâu? Trong kia rồi. Trong 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 là nhiều lắm á bạn. Trời. Ta dính cái gì rồi anh ơi? Dính cái gì đó cơ? Ủa? Trời ơi. Điểm trứng. Bốn. Bé đếm cặp cặp à. Sáu. Cầm dừa hai cái tay hai cái trứng. Bốn là. Dạ. Bốn. Cái gì vậy? Đếm bốn. Không trả trả nói để làm gì sợ. Tám. Trời ơi. Mười hai. Mười sáu. Hai chục. Chỉ cho anh chỉ cái đường gì mà vô ba cái ổ không có một ổ trứng em anh chỉ không? Cho em mò chúng vừa bị đụng đầu vô ba ổ không một ổ trứng em mò chúng cái gì em ơi em nghe nó ba anh chỉ luôn. Cho nó rửa tay sao anh bóp đeo mắt kính lợi đi tao che con mắt anh con gái mà thấy không đánh hơi thì mùi trứng tám mươi hai sáu mươi hai sáu mươi hai trứng hai cho còn có nhiều đâu trong đó là anh mò được chỉ có ba trứng còn lại là của anh tư ủa anh uống tư tên mò cái bài theo leo lắm á em là điệp viên em mò đông ê em là điệp viên em điệp viên là rồi đúng rồi anh nói em mới để ý nha